Rồi vô cái chén đi. Cái chén à? Rồi. Ok ok. Ê rồi. Bây giờ đừng có thọt vô trong chút không ai ăn được. Nhớ nè, khi chúng ta biết đây là cái gì mà chúng ta lên tiếng là bên kia sẽ nghe nha. Dạ. Rồi các bạn ném thử đi, mỗi người một muỗng. Mỗi người một muỗng. Ném đi Harry. Một trời. Ok. Ok. Trời bên kia hay vậy. Ok. Ok. Ok chưa? Nghe biết chưa? Ủa sao em múc hoài không vô? Trời ơi, bà múc dâu đâu vô người tôi vậy? Ê, đừng có ai múc vô mắt em. Rồi, ăn đi vậy. Các bạn đã hiểu nó là gì chưa? Ủa Lâm ăn hết luôn hả? Bây giờ chúng ta chơi trò chơi là trò chơi thông minh. Dạ. Yeah. Trên đó chúng tôi sẽ bỏ hai chén, một chén các bạn đang ăn và một chén không phải thứ các bạn đang ăn. Hãy chọn đúng cái thứ mà bạn vừa ăn. Câu hỏi vị giác: hai đội vừa được ăn hạt chia hay hạt é? Sau khi họ đã dùng xong, chúng tôi đã dẹp cái nguyên liệu đó rồi. Mời mở mắt. Đố vậy mà cũng đố. Trời ơi. Đúng đích cũng biết nữa trời. Đúng rồi. Đó gì vậy? Này gì? Mũ chôm. Trời. Ủa không phải bột bán à? Ủa? Đâu? Châu à. Xin mời. Không cần gấp đâu, các bạn lên chưa chắc đúng đâu, cứ từ từ thôi, không cần gấp. Ủa giống nhau thì. Trời ơi. Phải không anh? Ủa lấy luôn rồi hả? Dạ phải rồi. Rồi. Bên kia rồi. Bên kia lấy rồi thì còn lại là ly chia vô lâm là đội hạt đi quên phải lấy cái đó. Này hạt chia. Chắc không? Dạ. Chắc. Ok. Tôi còn giữ lại một hạt mà. Cái hạt này hồi nãy khác cái đó như bé. Dừng xoay. Bây giờ xin hỏi các bạn đi tìm cái gì vậy? Dạ đi tìm thứ trong miệng em. Đó là hạt é. Em có bà mẹ hay vô cùa. Đi tìm hạt é hả? Bên mình thấy sao? Không hỏi em biết đâu. Hai dạ. Bạn thấy sao? Nhỏ nó đúng rồi. Tụi em muộn. Muộn rồi. Còn cái đó là hạt gì? Chia. Trời ơi, đúng lận gái hay ăn hàng. Biết hết trơn. Chính xác. Sau khi nghe âm thanh xong, chúng ta thật nhanh chạy lên tiến về vị trí nào mà chúng ta tin âm thanh đó là của việc ăn cà rốt hoặc là ăn dưa leo. Có khi nào ăn cái dĩa mà nghe âm thanh cái dĩa không anh? Ăn cái dĩa là nghe âm thanh bác sĩ ơi rồi. Bây giờ mời đeo thang vô nào. À, vậy thì miệng bự chà bá nhất là Lâm là ngồi phía là Lâm là ngồi phía. Thôi đi về đi, không ai mà kêu đồng đội miệng bự chà bá. Sao vậy? Mình đang khen mà. Đừng, mình đang khen mà. Đừng mà đội mình đang miệng bự chà bá. Chúng ta lấy xong, sau đó mang về cái bàn của mình nhé. Bây giờ quy định là Lê Dư Vũ Lâm và Võ Đăng Khoa nhìn về phía trước. Những người còn lại nhìn về phía sau. Dạ. Dạ, quay đầu ra. Mẹ. Thật ra đây là đằng sau lưng tôi đó. Sau lưng tôi đó. Đừng như vậy nữa. Má ơi. Rồi, sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Xây rồi. Cùng lắng nghe âm thanh. Chưa. Mà anh chạy hết không? Này như máy xay sinh tố vậy. Ồ, anh biết cái này là món nào luôn á. Các nghệ sĩ vừa nghe tiếng nhai cà rốt hay tiếng nhai dưa leo. Lên! Rồi xong. Chết rồi. Lê Dư Vũ Lâm lấy dĩa cà rốt thì dĩa còn lại bắt buộc là đội bên kia. Mời về chỗ. Chúng ta cùng xem đáp án trên màn hình. Thấy chưa? Yeah. Mốt vào đây. Ăn hết cái dĩa này đi. Rồi mọi người hãy cùng nghe âm thanh ăn khoa ăn dưa leo của Võ Đăng Khoa. Là bây giờ không gì? Bây giờ phải nghe âm thanh. Ăn năn sám hối gì? Tự tin là nhà mình làm bán món ăn từ xưa tới nay. Nghe cái là biết âm thanh đây là trái gì liền. Em nghĩ là dưa leo nó sẽ giòn hơn. Thấy có lỗi với chị Dân không? Hồi nãy nghe cái tiếng rất là đanh thì vì cà rốt nó cứng hơn. Đúng. Giòn tan. Tại vì cái dưa leo nó sẽ có nước. Bây giờ có cái mic nào để em thu cái tiếng em nhai cái này không ạ? Nhai cho ra cái đó nha. Nó bị mềm hơn.
Rồi, ăn cái cầu thang liền. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Mê ốc cay, thử ngay tương ớt chín xu cay gấp đôi mới. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.